Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Âm mưu. Cô ta tự nói cô ta làm việc cho Hắc giáo đình. Sao vậy? Nghi ngờ tôi vu oan cho cô ta sao? Không dám, tôi chỉ là muốn làm rõ mọi chuyện mà thôi. Xin hỏi cô ta làm cái gì? Cậu. Ông gọi điện thoại đến rất là đúng lúc, tôi vẫn chưa kịp hỏi ông đây. Nói cái gì mà lấy tính mạng ra để đảm bảo? Tôi thấy ông là muốn tiễn tôi lên đường đúng hay không? Được, được rồi, được rồi. Lời xin lỗi, đợi tôi quay về rồi nói. Thuộc hạ của ông có người hình như là không tin tưởng tôi. Tôi nói vài câu với cậu ta đi. Ông nói vài câu với cậu ta đi. Nè, có vấn đề gì thì để cho ông ta giải thích với cậu. Ano, ano. Tôi đã xem qua danh sách rồi. Người của Hắc giáo đình trong Thánh học phủ ngược lại là không ít. Trong học viện có 13 thành viên, 3 chấp sự, những người khác là giáo sĩ. Chúng ta có phải là nên đem đám người này cách ly rồi loại bỏ luôn hay không? Vậy thì khai đao từ Thánh học phủ Orus trước đi. Trưởng quan, điện thoại của anh. Nói xong rồi sao? Còn nghi ngờ gì muốn tôi giải thích thêm vài lần nữa hay không? Không, không cần đâu. Chúc mong nghị viên đã nói rõ ràng với tôi rồi. Cái đó, vừa nãy nghe hai vị nói là muốn trừ khử những người của Hắc giáo đình. Tôi có một đề nghị không chín chắn lắm. Đề nghị, là đề nghị gì vậy? Nói ra nghe thử. Theo như tôi được biết, người của Hắc giáo đình mặc dù đại đa số đều là liên hệ đơn tuyến, nhưng mà trong âm thầm vẫn có thể được thân phận, biết được thân phận của đối phương. Giả sử chúng ta trừ khử từng khu vực một, có thể sẽ bị thành viên của khu vực khác phát hiện ra. Cũng có lý. Vậy cậu có cách gì? Ý của thuộc họ là, nếu như chim hoàng yến đã bị Hắc giáo đình mua chuộc rồi, chỉ bằng chúng ta hãy lợi dụng một chút, để cô ta giúp chúng ta khiến giữ lại những người kia. Chủ ý của ông chú này ngược lại là cũng không tệ, chỉ cần cô ta có thể nghe lời. Thôi được rồi, chim hoàng yến kia giao lại cho cậu. Cậu đi nói chuyện với cô ta một chút. Nói với cô ta đây là một cơ hội lấy công chuộc tội, đừng có để xảy ra sai sót gì cả. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ủa, kỳ nạn. Sao vậy? Trước đây não triệu có để ý đến một người, sao không có ở trên danh sách này? Là cái tên Hán Sâm, người ở bên cạnh san hô đó. Chúng tôi khẳng định hắn là người của Hắc giáo đình. Không ở trên danh sách sao? Đây chứng tỏ rất có khả năng là người hình hành. Là người hành hình. Người hành hình. Người hành hình là do dẫn độ thủ đích thân liên lạc. Cho dù là Hồng Y giáo chủ cũng chỉ biết được biệt hiệu của bọn họ. Cho nên tên thật sẽ không xuất hiện ở trong danh sách của Hắc giáo đình. Không ngờ lại là một con cá lớn, cậu nghĩ sao? Trước tiên đừng động đến hắn. Chỉ cần hắn cho rằng bản thân vẫn chưa bị bại lộ, cho dù chúng ta tiến hành dọn sạch kế hoạch, hắn vẫn sẽ có chỗ dựa. Hắn vẫn sẽ có chỗ dựa dẫm khi chấp hành nhiệm vụ. Nếu tiếp tục như vậy, nói không chừng là có thể tìm thấy đường tung tích của Hồng Uy giáo chủ. Tôi cũng cảm thấy như vậy, cứ làm như vậy đi. Trưởng quan, chúng tôi đã đón hai người bạn của anh rồi. Bây giờ đang còn quay về núi thứ nhất. Xem ra bọn họ đã thuận lợi giải quyết rồi. Shin Miyamoto, ở đây giao lại cho anh rồi. Tôi về xem tình hình của bọn họ thế nào. Được, cậu cứ yên tâm đi. Môn đồ rơi xanh cũng bị giải quyết rồi. Lần này thu hoạch rất lớn. Đến cuối cùng vẫn phải dựa vào manh mối mà Mạc Phàm bọn họ tìm được. Sau này phải tìm cơ hội để cảm ơn bọn họ. Núi thứ nhất, Mạc Phàm, tốt quá rồi, cậu không sao. Giải quyết rơi xanh rồi sao? Chết rồi. May mà cô ta chuyên tâm hoàn thành cái gọi là tác phẩm, không trực tiếp chuồn đi. Nếu không thật sự là khó giải quyết rồi. Giải quyết thì tốt rồi. Vậy lão Triệu ở đâu? Cậu ta? Không phải chứ. Lão Triệu. Đáng ghét, nếu sớm biết như vậy, cho dù như thế nào tôi cũng không để cậu đi. Có chuyện gì vậy? Sáng chết, sắc chết bật dậy rồi ư? Ủa, ánh mắt động đậy rồi. Có lẽ sắp tỉnh lại rồi đúng không? Cậu ta bị thương một chút, tôi giúp cậu ta xử lý sơ sơ. Trước đó nằm ở trạng thái gây tê, không dễ vận chuyển nên đã dùng cái túi này. Vãi cứt gói luôn vào túi xác cả trời. Thì ra là như vậy. Vậy ngược lại cũng phải nói cho rõ ràng chứ. Não Triệu, cậu dọa chết tôi rồi. Tình hình chỗ cậu thế nào rồi? Mặc dù thành công câu đường con rắn, câu đường gián điệp của Hắc giáo đình từ trong hội thẩm phán Đông Châu, nhưng mà lại để cho Tắt Nãng và Ngô Khổ bỏ chạy rồi. Không sao, ít nhất bây giờ chúng ta có thể bắt tay phản kích Hắc giáo đình rồi. Tổ làm việc ở bên ngoài của hội thẩm phán đã dọn sạch rồi. Ngược lại là có một người rất đáng để cho chúng ta tiếp tục đào. Ai vậy? Chính là vệ sĩ Hán Sâm của tiểu thư nhà giàu. Người này không ở trên danh sách.
Shin Miyamoto suy đoán hắn có thể là người hành hình. Người này có khả năng đưa chúng ta tìm thấy dẫn độ thủ. Đây quả thật là một manh mối vô cùng quan trọng. Tôi sẽ đem xác của rơi xanh đến phòng thí nghiệm xem có thể phát hiện manh mối gì hay không. Cậu tìm thấy manh mối gì ở trên một người chết cơ chứ? Cái này thì cậu không hiểu rồi. Manh mối mà người chết cung cấp mới là chân thật nhất.